Chào các bạn đến với Tara Bánh Quy, mình là Andy đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử qua video clip, nếu bạn thấy đúng, thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh cũng như là để lại bình luận cho mình, giúp mình phát triển kênh này nhiều hơn nữa bằng cách chia sẻ với mọi người cũng như giới thiệu kênh. Còn nếu mà bạn đã quá quen với mình thì chào các bạn lần nữa. Mình có một kênh Tara thứ hai, đó là Khu Vườn Nhỏ của Andy. Thì đối với kênh này thì mình làm chủ yếu về tình cảm, còn đối với Tara Bánh Quy thì mình làm về self love, phát triển bản thân giữa đơn tuần, giữa đơn tháng. Thì hôm nay thì mình sẽ làm dự đoán tuần từ 18 tới 24 tháng 4. Thì các bạn cứ chọn tụ bài đi ha, tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Thì mình sẽ để đá vào sau. Xin chào các bạn chọn tụ số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn subscribe kênh để giúp mình phát triển kênh, chia sẻ kênh nhiều hơn cũng như là để lại bình luận cho mình. Và đừng quên follow Instagram của mình. Thì bây giờ mình sẽ gọi là lá bài để hiện cho năng lượng trong tuần mới của bạn hoặc là bản thân bạn. Ai giời ơi, tại sao có lá The Nothing ở đây mà đã vậy nó còn bị gì ngược. Ok, bị ngược thì dù sao nó cũng tốt hơn là nó xui đó mọi người. Nó xuôi tức nghĩa là không có cái gì hết á, nó thuận chiều á. Còn cái này nó bị ngược tức nghĩa là chúng ta có cái gì đó. Không của không là không tồn tại. Nói chơi chứ đối với mình á, thời đó giờ như trong lịch sử cái bài của mình chắc cũng phải cả năm hơn đối với gọi là cái việc gọi là dự đoán phải cả năm hơn, phải mấy năm á, dự đoán á, thì mình chưa bao giờ kéo được lá The Nothing hết. Đây là lần đầu tiên mình kéo và dùng trong cái trải bài dự đoán về tuần mới. Thì thật sự đối với mình á, cái năng lượng của lá này trong bộ phim á, là cái lá thu thập cuối cùng trong cái hành trình của Sakura. Thì đối với mình á, thì mình không biết nó có ý nghĩa gì trong cái trải bài này, nhưng mà thật lòng mà nói á, khi mà mình nhìn vào mình cảm thấy á, các bạn có thể cái tuần này là cái năng lượng của các bạn á, mình cảm giác nó giống như một cái việc gọi là bạn muốn thả lỏng, hoặc là bạn không có muốn mình bị chi phối bởi những cái thứ ở bên ngoài, bởi vì cái hành trình hoặc là cái gì mà bạn đã và đang làm á, nó đã gọi là đi vào hoặc là nó không hẳn là đi vào guồng hay cái gì, nhưng mà mình cảm giác giống như là bản thân bạn muốn có thời không hẳn là muốn có thời gian để nghỉ ngơi hay là để gọi là tập trung, mà là mình cảm giác giống như bạn thả trôi cái năng lượng của bạn, giống như là bạn biết là những cái gì phải làm, bạn biết những cái gì bạn không thể làm, bạn biết mọi thứ nó sẽ đi đâu về đâu, bạn biết kết cuộc nó sẽ nằm ở cái mức độ nào, và bạn để mọi thứ nó diễn ra theo cách hoặc là đúng như cái mà gọi là bạn mong đợi. Vậy mình cảm giác bạn chấp nhận cái sự thật đó, giống như cách mà gọi là mọi thứ nó đến và nó đi. Có thể năng lượng bạn không cao, mình cảm giác là vậy. Thì để mình thử mình coi ba lá công việc của bạn trong tuần này sẽ như thế nào ha. Bạn có lá Four of Pentacles, bạn có lá King of Pentacles và bạn có lá Five of Pentacles. Công việc của các bạn trong tuần này thì bài của các bạn lên là ba lá tiền. Ba lá tiền thì đã thường là đại diện cho công tiền, nhóm tiền thường đại diện cho công việc. Bài của bạn thì mình cảm thấy giống như là về công việc của các bạn trong tuần này, mình cảm giác bản thân bạn có thể là một người sống khá là thực tế ở thời điểm hiện tại, và những cái gì mà bạn đã và đang làm á, mình cảm giác bạn đều tính trên cái mức gọi là thiệt hơn, và những cái gì mà bạn nghĩ là bạn có thể làm và bạn không thể làm. Công việc của bạn trong tuần á, nếu mà nói nhiều á, thì mình nghĩ không nhiều, bởi vì mình cảm thấy giống như là bản thân bạn biết là, ví dụ như bạn biết là trong tuần này mình sẽ có 4 công việc, trong tuần sau mình sẽ có 5 công việc, thì đối với bạn 4 hay 5 gì nó cũng không khác gì mấy, nó tăng thêm 1. Nhưng mà giống như bạn nói là tao là một ông vua tiền, và tao kiểu giống như mình cảm giác giống như là bản thân của tao kiểu giống như là một người phải làm những cái chuyện lớn hơn, phải làm những cái chuyện quan trọng hơn, chứ không phải là làm những cái chuyện vặt vãnh như thế này. Mình cảm giác giống như là bạn không có muốn để tâm vào những cái thứ linh ta linh tinh. Có thể trong tuần này công việc của bạn á, là nó có một cái gì đó liên quan đến gọi là dự án dài hạn, hoặc là một cái việc mà liên quan đến việc gọi là bạn sẽ có thêm những cái công việc, những cái đầu việc mà đôi khi một tuần bạn đã gọi là ba đầu sáu tay á, hoặc là bạn đã ôm hết rồi, nhưng mà bây giờ nó lại lòi ra thêm cái công việc thứ năm nữa.
và nó làm cho bạn cảm giác giống như là không hài lòng, hoặc là cảm giác giống như là chưa thật sự kiểu giống như là thấy thấy kiểu giống như là thỏa mãn với cái công việc mà bạn đang làm á. Tức nghĩa là bạn đã làm bốn cái là bạn đã cảm giác kiểu giống như là tao đã không muốn làm rồi, bây giờ còn lòi ra thêm cái thứ năm nữa, thì mình cảm giác cái lòi ra cái thứ năm đó là cái mà bạn cảm giác giống như là tại sao tao phải làm cái thứ năm. Vấn đề là ở chỗ đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là bản thân của các bạn giống như là các bạn cảm giác giống như là công việc trong tuần này có thể nó sẽ tiến triển hơi bị chậm và bạn không muốn nó bị lệch. Mình cảm giác công việc của bạn kiểu giống như là bạn muốn mọi thứ nó nằm trong tầm kiểm soát của bạn, hoặc là nó đi theo cái nguyên tắc, cái cách thức của bạn, trong khi cái cách của người ta thì có vẻ giống như, hoặc là cái cách làm việc của cái môi trường ở chỗ bạn thì nó có vẻ giống như mình cảm giác hơi bị ngẫu nhiên, hoặc là nó mang tính đột đột xuất quá nhiều, hoặc là bạn cảm giác giống như là mọi chuyện nó đang vỡ lẽ theo những cái hướng, theo những cái cách khác nhau, và bạn cảm giác giống như là mình phải chạy theo cái nguồn công việc hơn là bạn kiểm soát cái nguồn công việc gì đó. Nếu trong tuần sau bạn có phải làm việc với những cái nhân vật lớn, hoặc là những cái nhân vật mà bạn kỳ vọng là họ sẽ hỗ trợ giúp đỡ bạn gì đó, thì có thể là không. Rồi về gọi là xin việc và tuyển việc, xin việc và chuyển việc thì bài này lên đó. Nếu mà bạn nào đang trong thời gian đó thì cái bài này lên thì mình nói rất tiếc là bạn sẽ không nhận được công việc mà bạn mong đợi. Thứ nhất là liên quan về vấn đề về mức lương, tức nghĩa là trong cái quá trình điêu lương của bạn có vấn đề. Thứ hai nữa là có thể bạn đã thể hiện một cái gì đó gọi là, ví dụ như người ta hỏi về lý do nghỉ việc hoặc là lý do mà bạn chuyển việc, bạn đã trình bày một cái lý do gì đó mà khiến cho người ta cảm thấy giống như là bạn không sẽ không có gắn bó hoặc là gắn kết lâu với cái chỗ này, bởi vì cái quan điểm đó nó ngược lại với cái quan điểm của người ta. Thì bây giờ mình sẽ qua ba lá kế ha, về tình cảm và mối quan hệ của những bạn còn còn độc thân. Các bạn có lá The Hermit, các bạn có lá Strength, từ 9 tụt trượt xuống 8, từ thắng tụt xuống 7 mới ghê chứ, 9 8 rồi 7, nhưng mà là 7 kiếm chứ không phải là lá The Chariot. Thì đối với mình á, thì bài của bạn lên á, thì thứ nhất nhất là The Hermit. Người ta nói là nếu mà có The Hermit mà nó nằm ở vị trí của lá số 7 kiếm á, là mình nói là thẳng là mấy bạn sẽ bị ế. Nhưng mà bài này lên á, đầu tiên á, là hơn biết nó không nằm ở vị trí đó là đỡ rồi đó. Thì mình thấy thứ nhất á, là các mối quan hệ xung quanh của các bạn đang được mở rộng và nới lỏng ra. Giống như mình nói với mấy bạn là the nothing á, mà nó lật ngược á, nó lật xuôi á, tức nghĩa là không có gì hết. Còn the nothing này nó lật ngược, tức nghĩa là không có, không của không là có đó bạn. Mà bài của bạn cũng có the hermit và nó lùi xuống 8 lá strength. Lá The Hermit đó là thu mình lại, rút mình vào, không có muốn liên hệ liên kết với bất kỳ người nào khác. Thì Strength thì trái lại là một cái lá bài của sự liên kết, liên hệ, cũng như là muốn tiếp cận, tiếp xúc, cũng như là muốn mở rộng các mối quan hệ hoặc là thắt chặt các mối quan hệ hơn. Nhưng mà cuối cùng bạn có lá 7 kiếm, tức nghĩ giống như mình ví dụ cho giống như một con rùa rụt cổ gì đó, mình mới thò cổ ra cái nó rụt lại. Mình cảm giác giống như bản thân của các bạn vẫn chưa thật sự thấy thoải mái với các mối quan hệ xung quanh, hoặc là những mối quan hệ xung quanh đối với bạn, bạn không tin tưởng, hoặc là bạn là kiểu người chưa thật sự tin tưởng. Hình như cái bộ bài mà mình đang sử dụng là bộ bài Before Tarot đó, thành ra mình cảm giác giống như là những cái câu chuyện này á, nó đang là gọi là cái hậu cái gọi cái tiền cảnh của cái bộ bài Rider Waite mà phiên bản chuẩn. Thì có thể giống như là mình nói là ở đây là cái bà này bà chưa có gọi là đeo cái vòng cổ vô cho con sư tử, tức nghĩa là con sư tử nó chưa có khuất phục bà này. Và giống như mình nói là cái quá trình các mối quan hệ xung quanh của bạn á, nó chưa có thật sự là khiến cho bạn cảm giác tin tưởng, an toàn. Và bạn cũng trong cái quá trình vừa thoát ra The Hermit, giống như là The Hermit là đi vào trong, thì bây giờ bạn đã xong cái quá trình của The Hermit và bạn thoát ra ngoài. Thì dĩ nhiên giống như khi mà chúng ta vừa mới gọi là thu mình lại bởi vì những cái yếu tố bên ngoài, rồi bây giờ bạn mở lòng ra, thì dĩ nhiên bạn không thể nào giống như là mở tung cửa sổ đón nắng vô vậy đó. Bạn nó chói một phát là giống như bạn bạn tan biến vậy đó, nó rất là chói lọi, bạn không có chịu nổi. Thì mình nghĩ cái lá 7 kiếm ở đây nó là một cái hành động gọi là bạn đánh từ từ. Bạn 7 kiếm là đi ăn cắp, ăn trộm, nhưng mà 7 kiếm ở đây nó giống như kiểu đó là tôi ló ló, tôi hí hí cái cửa ra, tôi đón nắng vô, tôi đón những cái mối quan hệ xung quanh, và tôi giống như là tôi từ từ tôi kiểm chứng các mối quan hệ xung quanh xem nó như thế nào. Thì đối với những cái bạn mà gọi là về tình cảm á, thì của những bạn còn độc thân á, thì bài này lên á, bạn cũng có thể hiểu một cách tương tự như vậy. Tức nghĩa là bản thân của các bạn có thể thời gian qua cái điều mà bạn quan tâm, cái điều mà bạn cân nhắc nhiều nhất đó là bản thân, là sự học, là công việc, cũng như là những cái vấn đề liên quan đến gọi là
gọi là cái hướng đi của bản thân bạn. Ở thời điểm hiện tại bạn có strength thì mình nghĩ là bản thân bạn cũng bắt đầu kiểu giống như là cảm thấy cái sự sẵn sàng, cũng như cảm thấy bản thân mình có nhu cầu kết nối với người khác, hoặc cũng có thể là có những người nào đó tìm đến bạn nhưng mà bạn chưa có thật sự cảm thấy an toàn, hoặc là bạn chưa có thật sự cảm thấy giống như là mình sẵn sàng cho mối quan hệ, hoặc cũng có thể kiểu giống như là cái người này chưa phải đối tượng, hoặc thậm chí là nếu mà bạn có thích người ta thì bạn cũng còn để trong bụng, bạn còn để trong lòng, hoặc là bạn còn cân nhắc. Thành ra bài này lên á, nếu mà hỏi có người hay không á thì mình sẽ nói là có đối tượng, mình không biết là người ta thích bạn hay bạn thích người ta thôi. Nhưng mà bảy kiếm thì mối quan hệ này nó thật sự là chưa có ngã ngửa và nó cần thời gian để xem xét thêm. Bây giờ mình sẽ qua tiếp là ba lá, rồi là tình cảm và mối quan hệ của những bạn có đôi có cặp ha. Các bạn có lá Two of One, các bạn có lá The Moon và các bạn có lá Chariot. Thì đối với những bạn chọn thủ số 1 này á, thì tình cảm và mối quan hệ của những bạn có đôi có cặp á, về mối quan hệ xung quanh của các bạn trong thời gian này á, thì các bạn cần phải lưu ý đến vấn đề đó là mình nghĩ là có thể trong tuần lễ này những cái người xung quanh khá là để tâm để ý đến bạn, dù bạn có muốn né tránh, bạn có muốn gọi là ẩn mình, bạn có muốn gọi là kiểu giống như là không muốn gây ra sự chú ý, thì bạn vẫn gây ra sự chú ý gì đó. Mình không biết sự chú ý này đến từ cái việc đó là bạn làm sai, làm đúng, làm thêm, làm bớt, hay là do tính cách của bạn là người lạ lạ, giống như ví dụ một cái người mà càng lẩn tránh, càng gọi là né tránh những cái mối quan hệ xung quanh thì con người ta lại càng tò mò về những cái con người đó. Hoặc là bạn có một cái thói quen ăn mặc, hoặc là bạn có một cái cách hành xử nào đó, không một cái sở thích nào đó mà nó lạ, thì người ta sẽ chú ý bạn. Giống như ví dụ như bạn giống như nguyên một công ty của bạn đó là người ăn hành mà bạn không thích ăn hành là người ta cũng sẽ để ý. Hoặc là giống như nguyên công ty thích uống trà sữa, có mình bạn đó là bạn không thích uống trà sữa thì người ta cũng sẽ để ý. Kiểu giống vậy, tức nghĩa là bạn khác so với cái đại đa số nào đó ở trong thời điểm hiện tại, và người ta để ý đến cái việc mà bạn hành động khác đó. Trong cái tuần lễ này mình thấy có người soi, có người khịa, có người kiểu giống như là muốn coi coi là bạn hành động hành xử như thế nào với cái tình huống đó, và người ta muốn coi coi là bạn sẽ làm được cái việc đó hay không. Ở đây mình không gọi là người ta tị nạnh, hay là người ta gọi là nói thêm nói bớt, hay là người ta có khuynh hướng nói xấu bạn. Nhưng mà bài này lên á, cái lá The Moon và hai gậy á, thật sự The Moon là sẽ có một cái sự phán xét ngầm, hoặc là sẽ có một cái sự gọi là đánh giá ngầm về bạn, hoặc là sẽ có một cái kỳ vọng ngầm. Kỳ vọng ở đây tức nghĩa là người ta kỳ vọng thằng này nó có thể làm được, hoặc là thằng này nó có thể làm không được, và người ta coi coi là để coi coi cuối cùng thằng này nó làm được hay làm không được. Mặc dù người ta đã có trong đầu là thằng này ngày xưa nó hay làm được hoặc là nó hay làm không được, nhưng mà để coi lần này nó như thế nào. Mình cảm giác có sự đánh giá khá là nhiều từ người khác, và đặc biệt là những cái người mà liên quan đến gọi là nữ nha, giới tính nữ nha. Còn về tình cảm, có thể người những cái người mà gọi là công việc, ở trong môi trường công việc của mấy bạn á, là cái người mà hay đánh giá mấy bạn ha. Còn về chuyện tình cảm yêu đương giữa hai người á, thì đối với những bạn có đôi có cặp rồi á, thì mối quan hệ giữa hai bạn á, thì mình nghĩ là hai bạn đều cảm thấy hài lòng với cái mối quan hệ ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà xét về lâu về dài á, thì hai gậy với The Chariot thì nó sẽ có vấn đề. Hai gậy là một người luôn trông mong hoặc là trông đợi vào cái ý kiến của đối phương, và xem xét cái ý kiến của đối phương nó đi về đâu, nó như thế nào và nó ra sao để họ liệu cơm gắp mắm. Chariot là cái người sẽ tiếp tục làm những cái việc mà họ đang làm, theo đuổi và dự định làm. Nghe qua thì có vẻ là giống nhưng mà thật sự rất là khác. Two of One sẽ có khuynh hướng thay đổi khi mà có những cái sự biến chuyển giữa chừng. Còn The Chariot là dù có thay đổi hay không thì họ vẫn sẽ giải quyết cái vấn đề và họ đi đến cái đích mà họ đã vạch ra từ ban đầu. Thành ra mình cảm thấy cái mối quan hệ giữa hai bạn á, nó mà lên The Moon tức nghĩa là tạm thời ở thời điểm hiện tại hai bên đều có những cái vấn đề nghĩ về mối quan hệ này, vẫn có cái điểm không ưng ở đối phương, nhưng mà họ cảm thấy giống như là bản thân họ còn chấp nhận được, còn thấy thoải mái, còn thấy ok, còn thấy ổn. Thành ra vẫn tiếp tục để cho mối quan hệ này nó tiếp tục tiếp diễn, hoặc là diễn hoặc là kiểu giống như là được gọi là thực hiện, hoặc là được gọi là giống như nó được đi tiếp gì đó. Chứ về tâm về ý ở trong thì có vẻ như không hài lòng hoặc là không bằng lòng cho lắm. Bây giờ mình sẽ qua tiếp là ba lá về thời vận và sức khỏe ha. Bạn có lá Queen of Cups, bạn có lá The Hangman và bạn có lá The Magician. Đối với mình á, thì bài lên ba lá ở đây về thời vận và sức khỏe. Thời vận của các bạn á, thì mình nghĩ đó là các bạn đang trong cái quá trình gọi là chuyển hóa theo hướng tích cực. Bài của bạn có Queen Cup và The Hangman. The Hangman á, là cái lá của việc gọi là mọi thứ đang đứng lại hoặc là sững chững lại. Và trước đó là Queen Cup, có thể là trước đó bạn luôn luôn cảm giác thiếu an toàn, hoặc là bạn cảm thấy cái thời vận của bạn nó quá bí ẩn, nó thay đổi, nó biến thiên quá nhiều.
đi chung với đợt Hangman, tức nghĩa là bạn không có gọi là định hướng được và xác định được cái hướng của bạn, thì có thể là trong tuần lễ này đổ đi thì bạn sẽ bắt đầu nhìn nhận được cái việc mà bạn phải làm, thời vận của bạn bắt đầu cũng thay đổi nhiều hơn, nhưng mà nó đòi hỏi bản thân bạn cần phải có những cái sự chủ động cũng như là một cái sự gọi là hăng say hay là đầu tư năng lượng vào trong đó, nhưng mà thời vận của bạn là sẽ có sự cải thiện. Còn về đặc biệt là về lĩnh vực công việc và cuộc sống, còn về tình cảm, còn về gọi là sức khỏe, chỉ nhằm sức khỏe của các bạn trong tuần lễ này thì hãy để ý đến vấn đề về ăn uống, về thức uống, về đồ ăn, về tiêu hóa, về những cái gì liên quan đến gọi là mình không biết là các bạn có hay bị gọi là trào ngược dạ dày, hay bị gọi là rối loạn tiền đình, nhức đầu, chóng mặt, hoặc là những cái vấn đề liên quan đến gọi là mình cảm giác giống như là liên quan đến sự gọi là đi lại, ăn uống, hoặc là mệt mỏi, hoặc là thiếu chất nha. Tại vì Queen Cup với Hangman có thể là cơ thể của các bạn đang bị thiếu chất, thiếu dưỡng chất, hoặc là thiếu bổ sung những cái chất cần thiết, nó dẫn đến cơ thể của bạn dễ bị mệt, thiếu năng lượng, mất ngủ, hoặc là dễ bị cảm lạnh, cảm sốt, hoặc là những cái gì liên quan đến là mệt mỏi, nhức đầu rồi đó. Xin chào các bạn dẫn tụi số 2 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn subscribe kênh để ủng hộ mình, chia sẻ kênh cũng như là follow Instagram nếu các bạn muốn. Và đừng quên để lại bình luận cho mình. Thì bây giờ là lá bài đại diện cho năng lượng tổng quan trong tuần của bạn. The Wave bị ngừng. Ấy chết rồi, gì là có khả năng mình ấy không. Mình vừa thử lật thử một cái lá của bên tụ 3 thì lại nó không có bị ngược. Tụ 1 hồi nãy cũng bị ngược, vậy là tức nghĩa là do mình đã sắp bài nó bị sai rồi, mình xào lên cuối cùng thì nó ngược rồi. Thôi chia buồn với những bạn nào bị ngược bài nhá. Thì hồi nãy tụ 1 cũng ngược thì tụ 2 cũng ngược. Cái năng lượng của bạn trong cái tuần này là The Wave mà bị ngược. Sóng biển thì đánh từ ngoài vô trong, từ ngoài biển vô trong bờ, nhưng mà bây giờ The Wave này lại là từ trong bờ đi ra ngoài biển, tức nghĩa là nước đang rút. Mà nước đang rút tức nghĩa là bị thiếu năng lượng, hoặc là kiểu giống như là bị một cái sự ảnh hưởng nào đó ở bên ngoài, tức nghĩa là có thể bị chặn dòng, có thể là bị thay đổi dòng chảy, tức nghĩa là năng lượng của bạn hoặc là những cái điều mà diễn ra trong bạn, diễn ra đối với bạn trong tuần lễ này á, nó có thể có sự tác động và ảnh hưởng gì đó từ cái gọi là cái năng lượng bên ngoài, hoặc là bạn sẽ bị người bên ngoài tác động hoặc là chi phối, hoặc là sẽ có những cái vấn đề khiến cho bạn cảm giác bất ổn và thiếu an toàn ha. Thì để mình thử mình coi là ba lá bên đây nó như mới vừa là 8 kiếm mà hay không vui rồi đó. 8 cốc nữa luôn là không vui nữa. Ừ, có The Wheel of Fortune, vui lên mọi người, vui lên. Vui. Sự cái tay mà đi quẩy này chắc cũng vui. Quẩy xong gì dục không cái tay. Thì đối với mình á, thì bài này lên về công việc của bạn trong tuần lễ này á, thì thật sự mình cảm thấy đó là 8 kiếm và 8 cốc á, là gọi là tuần này coi như bỏ đi mọi người. Mọi người hãy mong chờ vào tuần sau. Đó là cái phần giải bài của mình cho phần công việc trong tuần này của mọi người. Mọi người có thể gọi là chuyển qua mục khác nếu mọi người muốn. Nói chơi chứ thật ra công việc trong tuần lễ của mọi người á, thì mình thấy là bởi vì công việc của bạn nó có thể một á, là nó đang bị đình trệ, hoặc là bị đình chỉ, hoặc là bị gián đoạn bởi vì một cái vấn đề nào đó, có thể mình không biết, nhưng mà mình cũng không có muốn nói nhiều về kiểu giống như Covid hay là bị gì, nhưng mà có những bạn cũng có feedback phản hồi lại cho mình á, thì các bạn nói là công việc của các bạn nó bị đình trệ bởi vì có sự vắng mặt, hoặc là có mặt của ai đó, hoặc là sự thiếu vắng của ai đó bởi vì vấn đề về dịch bệnh. Thì có thể trong trường hợp này á, thì mình hỏi được từ các bạn đó về cái phần phản hồi, thì có thể cái tình hình dịch hoặc là những cái vấn đề liên quan đến dịch bệnh nó vẫn còn đang ảnh hưởng đến cái quá trình công việc của các bạn, có thể trong một số trường hợp. Thứ hai nữa là 8 kiếm và 8 cốc có thể liên quan đến việc gãy đổ, liên quan đến gọi là nhân sự nha, đặc biệt là liên quan đến vấn đề gọi là nghỉ việc ngang, chuyển việc ngang, hoặc là những người thay đổi công việc mà không có sự gọi là bù đắp của công ty. Chẳng hạn giống như là mình nghỉ việc công ty bạn và chưa có tìm được một cái vị trí mới để thay thế cho vị trí của mình, đặc biệt là nhân sự trong công ty đang có sự bất ổn và không có thể đưa một cái nhân sự bất kỳ hoặc là một cái nhân sự nào đó phù hợp để lên cái thay cho cái chức vị đó, thì có thể công ty của bạn sẽ hoặc là đã sẽ trải qua cái vấn đề này. Mình không biết là ở hiện tại nhưng hay là trong tương lai, nhưng mà có thể tình trạng này nó sẽ sớm được giải quyết, bởi vì cái bên có lá The Wheel of Fortune thì có thể nổi trong vòng 15 ngày cho đến 1 tháng nữa, nhanh lắm thì 10 ngày thì sẽ có những cái tin tức bắt đầu liên quan đến cái việc gọi là điều chỉnh hoặc là thay đổi lại ha. Về công việc của các bạn thì mình cảm thấy như nếu mà bạn nào đang cảm thấy bị bế tắc quá, bạn cảm giác bị áp lực quá, hoặc là các bạn cảm giác giống như là bạn không có thể hoàn thành tốt công việc được trong tuần lễ này bởi vì nhiều vấn đề, có thể là sức khỏe, có thể về tinh thần, có thể về
bất cứ lý do gì thì có thể mình nghĩ là bạn có thể nói lại với sếp cũng như là chia sẻ cái vấn đề, cái khó khăn của bạn. Mình cảm giác là người này họ cũng hiểu là cái này nó quá tải hoặc là nó quá nhiều, hoặc là bạn là gọi là lực bất tòng tâm. Thành ra mình thấy ở đây không có cái sự khiển trách hoặc là cái sự gọi là chê bai hay cái gì. Còn nếu bạn thực sự là một cái người không hoàn thành công việc được nha, bạn là người gọi là cố ý không hoàn thành công việc, lười biếng hoặc là nhắm mắt cho qua, hoặc là làm việc theo kiểu sơ sài cẩu thả, mình chắc chắn vài này lên á, sếp của bạn là nhắm mắt làm lơ đó nha. Chứ nếu mà gọi là có cơ hội là họ sẽ tiễn mang đi á, tại vì bài này thì kiểu giống như là tao nhìn thấy nhưng mà tao không muốn nói, chứ không có nghĩa là tao không nói. Rồi bạn nào mà gọi là đang gọi là ý định chuyển việc, đổi việc, xin việc á, thì bài này lên á, đi thì đi được đó. Và nếu đi thì nên đi sớm, nên đi đi trước mùa mưa nha. Còn bạn nào mà đi vô rơi vào mùa mưa thì mình thấy là hơi bị trễ. Mình nghĩ là bạn sẽ sớm nhận được công việc mới. Nhưng mà mình cảm giác là những cái buổi phỏng vấn của bạn nó sẽ rất là lòng vòng, hoặc là bạn sẽ xin phải vài ba lần bạn mới được đậu nha. Vài ba lần của mình tức nghĩa là đi phỏng vấn tới, phỏng vấn lui, hỏi tới, hỏi lui, rồi bạn phải chờ nó bạn mới nhận được tin tức nha. Về gọi là tình cảm và các mối quan hệ của những bạn còn độc thân ha. Bạn có lá, có hai ông vua, một tiền, vua kiếm và không phải ông vua mà là lá the hierophant, thầy sư, tính dục, thường là tính dục, mình tính dịch là từ sư thầy, nhưng mà sư thầy không có đúng, thầy tu gọi là tình cảm và mối quan hệ. Thì trong các mối quan hệ của các bạn độc thân ở trong cái tuần lễ này á, thì mình nghĩ đó là ở thời điểm hiện tại có thể một số bạn sẽ có những cái mình gọi là những cái cuộc gọi hoặc là những cái sự liên hệ đến từ bên ngoài đến các bạn, mục đích là để họ nhờ vả hoặc là có công có chuyện, hoặc là có thể bạn là người sẽ đi tìm một nhân vật nào đó để nhờ vả hoặc là có công có chuyện. Mục đích đó là để giải quyết giùm một cái vấn đề gì đó mà các bạn gọi là chưa thể giải quyết được. Và có một cái nữa tự nhiên ở trong đầu mình nhận hiện ra đó là trong lúc mình đang giải bài, đó là nếu mà bạn nào có đặt đồ mà quên ginh tiền, quên mang tiền hoặc là không có thể nhận đồ được thì có thể nhờ một bạn nào đó nhận đồ, nhận từ shipper hoặc là có cái gì đó liên quan đến chuyện gọi là chuyển đồ cho người khác đó, nhờ shipper chuyển đồ hoặc là chuyển đồ cho ai đó, hoặc là thực hiện việc nhận hoặc là chuyển cái gì đó cho một người nào đó quan trọng nha. Rồi các mối quan hệ của bạn trong tuần này thì mình thấy là nếu mà bạn nào đang làm những cái công việc mà đòi hỏi liên quan đến dự án, đòi hỏi cái thực hiện hoặc là liên hệ với nhiều người, nhiều đối tượng, nhiều cơ quan chính quyền nhà nước, thì có thể là các bạn sẽ hơi bị quay hoặc là các bạn có thể sẽ không gặp được người cần gặp trong thời gian này. Tuy nhiên thì mình nghĩ là các bạn nên gọi là hỏi trước cũng như là nên dò thám trước coi là cái lịch làm việc của người ta như thế nào, tại vì mình thấy là trong tuần lễ này bạn sẽ bị quay về mặt công việc ha, đặc biệt là những cái gì quan trọng. Một số bạn thì mình thấy là có thể là các bạn sẽ được nhận hoặc là được trao cái gì đó trong thời gian này. Về tình cảm của các bạn thì độc thân á, thì các bạn độc thân thì tình cảm mà bài lên như thế này á, thì nói thiệt nếu mà các bạn không có người á, thì các bạn sẽ vẫn tiếp tục không có người, tại vì bài này lên là chỉ tập trung cho công việc, sự nghiệp cũng như là các mối quan hệ liên quan đến gọi là có giá trị và có lợi cho các bạn trong khoảng thời gian gần. Ngoài ra nữa là các bạn cũng đang trong cái quá trình quá bận rộn với cuộc sống cá nhân cũng như là với sự phát triển nghề nghiệp hoặc là địa vị xã hội, hoặc là tập trung vào chuyên môn như việc học, việc đầu tư cho bản thân, thành ra mình không thấy có các mối quan hệ. Còn nếu mà bạn nào có đối tượng nhưng mà chưa xác lập, tức nghĩa là đang tia, đang crush, đang thầm để ý ai á, thì cái người này á, thì mình nói thẳng là họ, tính tình của họ với bạn á, thì nó có thể giống nhau. Người này là một người khá là họ có để ý, nhưng mà để ý ở đây là kiểu như họ có thiện chí, hoặc là họ là một cái kiểu người mà gọi là dễ tính hoặc là thân thiện thôi, chứ họ chưa có yếu tố tình cảm gì với bạn hết. Bởi vì người này thì mình cũng cảm thấy họ là một người khá là kén chọn nguyên tắc và sống rất là theo những cái chuẩn chỉ nhất định. Thành ra mình cảm giác mặc dù nghe có vẻ bạn với họ đều giống tính cách nhau, nhưng mà một người giống như một người kim ngưu là hierophant với một cái người là về thiên bình, là hình như thiên bình là king of swords, thiên bình hay là xong ba bảo bình, thiên bình như thiên quên mất tiêu rồi, nhưng mà nói chung á là giữa vua kiếm với the hierophant đều là những người nguyên tắc và những người cứng đầu, nghe thì giống nhưng mà cảm giác hai người này nói chuyện với nhau hơi khó nha. Về tình cảm và mối quan hệ của những bạn gọi là có đôi có cặp ha, các bạn có lá chín kiếm, lộn bài lộn, chín kiếm mới ghê chứ, chín tiền, năm cốc và ba tiền ha.
về tình cảm và mối quan hệ của những bạn có đôi có cặp. Những cái bạn có đôi có cặp á, thì trong cái tuần lễ này thì các mối quan hệ xung quanh của các bạn mình thấy là sẽ có người bước ra nha. Mình thấy sẽ có người bước ra, đặc biệt là người tính nam hoặc là người nữ nhỏ trẻ tuổi. Thì cái mối quan hệ bước ra này á, bởi vì họ cảm thấy không có tiếng nói chung, hoặc là họ không tìm thấy một cái tiếng nói chung giữa hai người. Họ cảm thấy giữa hai người giống như là mình dùng từ gọi là không có đồng cảm, hoặc là họ cảm thấy giống như dạo gần đây có sự xa cách, có những cái khoảng không, có những cái gọi là kiểu giống như là khi mà hai người nói chuyện với nhau không còn thân thiết như xưa nữa. Và người này họ muốn có một cái sự bứt ra, hoặc là một cái sự chấm dứt, hoặc là một cái sự thay đổi nào đó, bởi vì họ cảm thấy giống như là tạm thời thì nên như vậy thôi, chứ họ cũng không có ghét bỏ gì các bạn hết. Trong tuần lễ này, nếu bạn nào mà có những cái liên hệ, những cái hội nhóm, những cái nhóm bạn, những cái hội chị em bạn gì thân thiết á, thì có thể là một người bùng kèo nha, hoặc là một người vì lý do nào đó họ đến muộn đến trễ gì đó mình không biết. Rồi nếu mà bạn nào mà đang gọi là thắc mắc, hoặc là chờ đợi tin tức từ ai đó, thì có thể tin tức này đến muộn, hoặc là chưa đến, hoặc là đến trễ, và nó sẽ đến đúng đúng theo kiểu là, tức nghĩa là giống như ví dụ như bạn nói là hôm nay thứ ba là cái tin này sẽ đến, hoặc là cái đồ đó sẽ đến, hoặc là cái người đó sẽ đến liên hệ bạn, thì không, thứ năm người này mới đến, nhưng mà nó vẫn kịp deadline của mấy bạn, tại vì mình thấy có sự điều chỉnh, có sự trễ, nhưng mà nó vẫn không ảnh hưởng đến kết quả chung ha. Về các mối quan hệ xung quanh thì mình nghĩ là tạm ổn, nhưng mà có thể một trong cái quá trình làm việc hoặc là tuần lễ này, tình cảm và cảm xúc của các bạn nó sẽ không có được thoải mái lắm, và có thể bạn sẽ không có năng lượng, và bạn sẽ cảm thấy bị dễ bị trôi, dễ bị quên trước quên sau, hoặc là bạn sẽ không có năng lượng hoặc là sức để làm. Rồi về tình cảm ha, về phần tình cảm thì giữa hai bạn với nhau á, một bên là 9 tiền, một bên là 3 tiền, thì thật sự mối quan hệ vẫn có những cái mình gọi là tiêu chí về gọi là, mình không biết dùng từ sao, nhưng mà mình cảm giác 9 tiền á, là một cái người mà bản thân họ vẫn còn những cái gọi là cái yêu cầu, những cái tiêu chí cho cái mối quan hệ 3 tiền, là một cái mối quan hệ mà là một cái người mà họ cần một cái mối quan hệ mà có một cái sự gọi là thoải mái, có một cái sự tự do nhất định. 9 tiền thì lại rất là ràng buộc, thì mình cảm thấy giữa hai bạn đang, mặc dù nó vẫn cùng nhóm tiền, nhưng mà cả hai đều cảm thấy giống như là đối phương vẫn còn nằm ngoài cái tầm của mình, hoặc là giữa hai bạn mặc dù quen nhau lâu rồi nhưng mà vẫn chưa thật sự hiểu hết nhau, chưa thật sự cảm thấy thoải mái với nhau, hoặc là vẫn không có hoàn toàn gọi là phù hợp với nhau. Tuy nhiên mối quan hệ nó không hề có một cái gì nó quá là drama, hay là có cãi nhau gì hết, nó dẫn đến cái việc là mối quan hệ nó cứ trôi dần đều á, và hai người đều cảm thấy giống như bỏ thì thương mà vương thì tội. Bây giờ mình sẽ qua tới ba lá kế ha. Thời vận và sức khỏe. Ôi có 4 gậy nè. Ôi có 9 cống nè. Ngon quá rồi, 10 tiền luôn, xuất sắc. Thời vận thì có vẻ tốt nhỉ. Thời vận của các bạn trong tuần lễ này á, thì rồi nếu mà bài đi lên á, là đảm bảo có lộc ăn. Có lộc ăn hoặc là có đám cưới, hoặc là được mời đám cưới, đi mời đi sinh nhật, tiệc, lễ, dỗ gì đó ở đây rồi. Nói chung là không biết mọi người gọi đó là vui hay buồn, nhưng mà đối với mình có tiệc, có tin vui thì vui, mặc dù thì nó cũng hơi sót túi tiền kiểu giống vậy ha. Mình cũng không biết mọi người nghĩ đó là sao. Nói chung đối với mình, đám cưới của người khác thì mình nghĩ là vui, mặc dù thì nó cũng hơi tốn tiền thiệt, nhưng mà không sao, mình nghĩ đó là một cái gọi là một cái dịp vui của người khác thì mình nên vui. Thì đó là cái mà mình nghĩ ha. Rồi thứ hai nữa là có thể một số bạn trong tuần lễ này á, thì các bạn sẽ sắm sửa một cái gì đó cho người khác, hoặc là sắm sửa cái gì đó cho bản thân, hoặc là bạn có thể mua một cái gì đó đẹp đẹp, có thể liên quan đến vải, lụa, quần áo, trang sức, nón nải, hoặc là một cái món gì đó mà bạn thích ăn, hoặc là có thể là bạn sẽ đi ăn một nơi sang trọng ha. Thời vận của các bạn thì mình nghĩ là đang khá là tốt, hoặc là nếu mà bạn đang gọi là chờ ngóng tin tức từ gia đình hoặc là người thân thì cái tin tức sẽ tốt lành sẽ tới. Còn về sức khỏe của mấy bạn thì bài lên là mình nghĩ là mỡ nha mọi người, dầu mỡ, mỡ, những cái gì liên quan đến mỡ, hoặc là khó tiêu, khó ăn, hoặc là ăn đồ nóng, ăn đồ dễ nổi mụn, dễ sinh nhiệt, hoặc là những cái vấn đề liên quan đến gọi là đi đại tiện nha, không phải tiểu tiện nha, đại tiện, hoặc là những cái vấn đề liên quan đến tiêu hóa, liên quan đến gọi là khó tiêu, buồn nôn,
hoặc là những cái vấn đề liên quan đến gọi là cái sức ăn, cái mức tiêu thụ năng lượng của mấy bạn, thì mình nghĩ là nó đang gọi là hoạt động hơi quá mức vậy thôi. Xin chào các bạn trong tập số 3 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn subscribe kênh để ủng hộ mình, chia sẻ kênh cũng như là follow Instagram của mình nếu các bạn muốn. Đừng quên để lại bình luận cho mình. Thì lá bài này dành cho các bạn và năng lượng của bạn trong tuần lễ này ha. Các bạn có lá the watery. Lá bài duy nhất của ngày hôm nay gọi là thuận chiều, nó không có bị ngược á, tụ một tụ hai mình không biết làm sao mình để nó bị ngược bài. Thì đối với bạn á, thì trong tuần lễ này á, cái lá The Watery mình cảm giác là cảm xúc của các bạn, thứ nhất á, nó sẽ không ổn định. Thứ hai nữa là có thể trong tuần này bạn sẽ mắt thấy tai nghe những cái vấn đề mà bạn cảm thấy không ưng bụng, hoặc là bạn cảm giác bất, không phải là bất an, mà cảm giác gọi là bực, ừ, chữ bực nào đó với một cái thái độ, một cái hành động, hoặc là bạn nghe được một cái tin tức, một cái việc nào đó mà có vẻ giống như bạn cảm giác không có ưng ý cho lắm. Tuy nhiên lá The Watery cũng đại diện cho một cái lá gọi là giống như có thể gọi là ẩn chính trong cái bộ bài Cloud, nên mình nghĩ có thể là trong tuần lễ này mặc dù bạn bạn vẫn cảm thấy không thoải mái vì một số vấn đề, nhưng mà bạn vẫn đủ năng lượng để hoàn thành hoặc là vượt qua nó. Quan trọng là bạn phải biết kiểm soát ha. Công việc của bạn trong tuần lễ này là bạn có lá hai cốc, bạn có lá ba kiếm, bạn có lá The Empress. Ok, năng lượng của việc gọi là trong tuần lễ này á, bạn cần phải hiểu thế nào gọi là giao việc, thế nào gọi là đảm nhận công việc, thế nào gọi là nên từ chối, lúc nào nên nói có, lúc nào nên nói không, và lúc nào nên từ chối, cũng như là nên hiểu giá trị của bạn nằm ở đâu. Công việc của bạn trong tuần lễ này mình cảm thấy có một cái gì đó, ai đó hoặc là một người nào đó có thể liên hệ bạn, nhờ bạn, hoặc là tìm đến bạn, hoặc là ngược lại là bạn tìm đến người ta để mong đợi là người có một cái sự giúp đỡ hỗ trợ nào đó. Nhưng mà kết quả thì lại đi ngược với sự mong đợi, tức nghĩa là thay vì được giúp thì không được giúp, thay vì đáng lẽ là từ chối thì người ta lại nhận, hoặc là bạn nhận đáng lẽ là bạn phải giúp nhưng mà bạn lại không giúp, tức nghĩa là nó bị sai. Và nó dẫn đến cái việc đó là có một cái sự sửa chữa, có một cái sự nào đó giống như hiểu lầm, hoặc là có một cái sự gì đó nó ảnh hưởng đến cái kết nối và cái mối quan hệ giữa hai bên. Tuy nhiên cái việc này rồi cũng qua, bởi vì bài lên có lá The Empress thì có thể là cái vấn đề này á, có thể là một trong hai người nghĩ nó hơi bị nghiêm túc quá, hơi bị thái quá, dẫn đến cái việc gọi là bị lo sợ thôi. Nhưng mà nhìn chung thì cái công việc hoặc là cái tuần lễ này, cái mối quan hệ nó sẽ không có bị ảnh hưởng quá nhiều. Rồi một số bạn thì mình cảm giác công việc của các bạn trong tuần lễ này có thể là các bạn sẽ cảm thấy giống như là mình bị đôn việc, hoặc là bị hối việc, hoặc là các bạn sẽ cảm thấy giống như những công việc này nó rơi vào cùng một thời điểm, trong cùng một lúc, và mình cảm giác các bạn bị đuối. Nhưng mà đuối là đuối về mặt tâm lý thôi, chứ thật ra khi mà các bạn làm, mà các bạn chịu khó làm, thì các bạn sẽ tìm được giải pháp. Tại vì bài lên đây là có lá điểm rất là kiểu gì bạn cũng sẽ hoàn thành công việc trong tuần này rất là tốt, hoặc là tốt hơn mong đợi. Có thể hai cốc với ba kiếm là bạn cảm giác giống như không an tâm lắm, bạn cảm giác giống như là hơi mơ hồ với công việc của bạn. Nhưng mà đi impress thì có thể bạn sẽ nhận được sự hướng dẫn, nhận được sự giúp đỡ, hoặc là nhận được sự chỉ đường một cách ngẫu nhiên, hoặc là có thể nhờ một cái người nào đó, và hoặc là có người sẽ gọi là cân tim cho bạn ha. Rồi nếu mà bạn nào mà đang cảm thấy giống như là công việc của các bạn á, giữa cái team làm việc của các bạn không có được tốt, hoặc là có những cái đồng nghiệp mà không mấy thân thiện, không mấy hòa nhã, thì có thể là cái điều này sẽ sớm được giải quyết bởi một cái người cấp trên, hoặc là một cái người nào đó gọi là trong trong team sẽ thay đổi về cái tình huống này. Bạn nào có ý định chuyển việc, đổi việc á, thì bài này nên nên tranh thủ, bởi vì cái thời gian tốt nhất của các bạn nó gọi là nó sắp kết thúc rồi. Và các bạn nên gọi là khẳng khái, cũng như là nên nói rõ cái quan điểm và cái mong muốn của bạn, đừng có ấp úp hở mở. Tức nghĩa là giống như bạn bạn đi làm mà bạn thấy là lương ở công ty đó tuyển nó nói là 8 triệu nhưng mà mức lương và bạn mong muốn là 9 triệu, thì bạn cứ nói thẳng là dạ mức lương mong muốn của em là 9 triệu, đừng có gọi là cả đừng có gọi là nhân nhượng làm gì ha. Mình cảm giác cái người phỏng vấn họ rất là nhiệt tình với bạn, nhưng mà bạn cần người này cần một cái sự gọi là khẳng khái, cũng như là một cái sự gọi là rõ ràng. Mình người này mình cảm giác họ thích người tự tin ha. Về về tình cảm và mối quan hệ của những bạn còn độc thân ha, các bạn có lá năm, không phải năm mà là 10 kiếm, bạn có lá gọi là ba cốc và bạn có lá gọi là chín cốc. Ok, bài cũng đẹp.
Tức nghĩa là về tình cảm, về mối quan hệ xung quanh của các bạn trước ha. Cái mối quan hệ xung quanh của các bạn thì mình nghĩ là trong tuần này á, có thể là các bạn sẽ có những cái buổi đi uống nước, đi uống trà sữa, đi uống cái gì đó, những cái buổi cà phê hẹn hò với những cái người bạn bè, những cái người thân xung quanh, hoặc là những cái mối quan hệ mới các bạn sẽ kết kết không phải kết mà là mở, sẽ mở đầu trong cái tuần lễ này. Có thể một số bạn sẽ có một vài luôn, thậm chí là một vài buổi gặp gỡ hoặc là kết nối với người mới, cũng như là có thể là ai đó sẽ giới thiệu cho bạn một cái đối tượng nào đó, một cái nhân vật nào đó để bạn quen, hoặc là để bạn hẹn hò, hoặc là bạn sẽ gặp được một cái nhân vật nào đó mà bạn cảm thấy vui hoặc là phù hợp. Nếu mà bạn nào chuẩn bị tham gia vào những cái hội nhóm mới, câu lạc bộ mới hoặc là môi trường mới, có thể bạn sẽ gặp được những người thú vị. Tuy nhiên có một cái sự chênh lệch gì đó giữa góc nhìn, tầm nhìn hoặc là tuổi tác giữa bạn với họ, khiến cho bạn cảm giác hơi hoang mang và hơi lo lắng. Các mối quan hệ trong tuần này thì mình nhìn chung mình thấy là vui, nhưng mà có thể là bạn sẽ hơi miễn cưỡng đi hoặc là gặp một số người trong đây. Về tình cảm, về tình cảm thì mình cảm thấy giống như là nếu mà bản thân của các bạn dạo gần đây hoặc là trước đây á, các bạn còn bị vướng trong một cái mối quan hệ nào đó, mình nghĩ có thể xui hoặc là hên gì đó tùy bạn ha, tùy trường hợp, thì bạn sẽ gặp lại cái nhân vật cũ vô tình hay hữu ý, hoặc là gặp không nhất thiết là phải gặp, mà ở đây có thể là bạn sẽ nghe, thấy, tình cờ gặp, tiếp chuyện, hoặc là biết về thông tin của người này thông qua cái gì đó thì mình không biết, nhưng có thể thông qua bạn bè, tại vì ba cốc là thường thông qua bạn bè trung gian, hoặc là người, hoặc là một cái người làm chung gì đó, người ta nhắc về cái người này vô tình thôi. Và khi mà bạn nghe về cái nhân vật này thì mình cảm thấy có một cái gì đó ở trong bạn nó hơi bị xốn xao, nó hơi bị lăng tăng, nó hơi bị linh tinh lăng tăng gì đó. Còn nếu mà bạn không nằm trong cái trường hợp này á, thì tình cảm của bạn trong thời gian này mình nghĩ là bạn đang có mong muốn được mở đầu hoặc là phát triển một vài cái kết nối, hoặc là bạn có thể bởi vì bạn gặp những cái người thú vị hoặc là bạn gặp những cái nhân vật nào đó mới, nó khiến cho bạn cảm giác giống như là hơi tò mò về nhân vật mới, hoặc là bạn cảm thấy giống như là mình muốn tìm hiểu hơn thêm về cái nhân vật mới này. Bây giờ mình sẽ qua nhân vật mới này thì mình nghĩ chắc vẫn trẻ tuổi hoặc là có ngoại hình trẻ tuổi hơn bạn ha. Về tình cảm và mối quan hệ của những bạn đã có đôi có cặp thì các bạn có lá bốn gậy, các bạn có lá The Devil và các bạn có lá Three of Wands, bài bị đi bị lùi ha. Thì đối với tình cảm và mối quan hệ thì đầu tiên là về mối quan hệ của những bạn có đôi có cặp. Về mối quan hệ của những bạn có đôi có cặp thì mình thấy trong tuần lễ này các mối quan hệ xung quanh của các bạn á, thì đầu tiên á, là các bạn nên cân nhắc về việc gọi là 10 người cười chưa chắc 10 người họ cười bởi vì họ hạnh phúc vì bạn, nhưng mà có thể họ cười chê, có thể họ cười nhạo, có thể họ cười phỉ báng, hoặc là có thể họ cười thảo mai. Thì bài lên ở đây các mối quan hệ xung quanh của bạn thì mình thấy là đang có người kiểu giống như là cười thảo mai, có người cười theo kiểu giống như là cười cười nhưng mà thật ra cũng không có vui lắm. Nhưng mà được cái là nó ba gậy, tức nghĩa là nó không có tới nỗi gọi là gây hại hay làm hại gì bạn, nó chỉ gọi là bằng mặt không bằng lòng, hoặc là kiểu giống như là bởi vì chúng ta là đồng nghiệp với nhau nên chúng ta cũng không có liên quan gì nhau lắm, thành ra việc anh làm việc tôi làm, mặc dù mình cũng không có ưng bạn, bạn cũng không có ưng mình, nhưng mà ít ra thì tụi mình cũng không có nước sông không phạm nước giếng. Tại vì bài lên các mối quan hệ của bạn trong tuần lễ này thì mình thấy không có tốt là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là nếu mà bạn nào mà có những cái việc nào đó mà phải đụng tới cấp trên, đụng với người có cấp có quyền, đụng với cha mẹ phụ huynh hoặc là những người liên quan đến chú bác cô họ, cô bà dòng họ gì đó mà các bạn không có thân thiết thân tình, thì có thể bạn sẽ gặp được những cái nhân vật này. Tức nghĩa là gặp những cái nhân vật liên quan đến họ hàng, cô bác anh chị chú gì gì đó, hoặc là người thân, hoặc là những cái mối quan hệ cũ như bạn bè cũ, người thân cũ, người yêu cũ gì đó mà bạn cảm giác bạn không có muốn gặp, bạn không có thích tiếp xúc đó, thì có thể bạn lại gặp nhân vật này. Rồi một số bạn thì mình cảm thấy là nếu mà bạn đang chờ đợi hoặc là muốn gặp ai đó thì mình nghĩ cái cuộc gặp này sẽ bị điều chỉnh, sẽ bị thay đổi, hoặc là sẽ phải bị giờ dây thun. Rồi bây giờ về phần gọi là tình yêu giữa hai bạn ha, tình yêu giữa hai bạn thì mình nghĩ bài lên 4 gậy với 3 gậy thì nó cũng cách nhau một gậy, nhưng mà chính giữa là devil mới là vấn đề. Thì cái mối quan hệ giữa hai bạn với nhau á, thì mình nghĩ là có thể ở đây giống như là cả hai người vẫn cảm thấy mối quan hệ này vẫn còn tiếp tục phát triển được. Tuy nhiên giữa hai người thì mình cảm thấy đều có những cái sự lựa chọn riêng cho con đường của mỗi người. Một người thì nghĩ là mối quan hệ này quen thì cứ quen, vui thì cứ vui, bao giờ đi được tới đâu thì hay tới đó. Ba gậy thì họ sẽ nghĩ nhiều, nghĩ sâu, nghĩ xa, có thể là có những cái vấn đề phát sinh khiến cho họ bận tâm hoặc là cân nhắc hơn về tương lai của mối quan hệ này. Bốn gậy thì mối quan hệ kiểu giống như ở trước mắt như vậy đã,
hạ hội tính sau. Còn ba gậy đó là trước mắt, là chuyện là trước mắt, nhưng mà còn về lâu về dài nữa, không thể nào chỉ là chuyện trước mắt. Tức nghĩa là giữa hai bạn quan điểm về tình yêu nó khác nhau, cách nhìn về mối quan hệ cũng khác nhau. Và trong hai người mình nghĩ có một người khá là trẻ con, còn một người thì như ông cụ già, khiến cho mối quan hệ này nó bị lệch, hoặc là nó có vấn đề ở bên trong gốc rễ mà hai bạn một là không nhận ra, hay là cả hai đã không nói với nhau về cái vấn đề này. Bây giờ mình sẽ qua phần thời vận và sức khỏe ha. Chúng ta có một gậy, bài nhóm này toàn là gậy không thôi, ba cốc nữa nè. Chắc chắn tuần này có tiệc, hoặc là đi chơi, đi ăn uống, hoặc là hội họp, hẹn hội chị em bạn gì rồi, hoặc là có lễ có gì đó ở đây, hoặc là có nghỉ gì ở đây á. Bài lên là thời vận của các bạn á, thì tốt thật, tức nghĩa là thời vận của các bạn thì đang tốt và mọi thứ nó sẽ thuận theo ý của bạn. Nhưng mà bạn đang mong muốn có một cái sự thay đổi nào đó, mong muốn có sự hỗ trợ nào đó, mong muốn có sự giúp đỡ nào đó từ gọi là từ những người có chức có quyền, hoặc là bạn đang muốn gọi là xây dựng hoặc là kết nối các mối quan hệ với người khác á. Thì bài của các bạn lên đó là các bạn sẽ có cơ hội đó ha. Rồi trong tuần lễ này, ngoài ra nữa, nếu mà bạn nào đang có ý định mua sắm, sửa chữa, xây, hoặc là làm thêm, hoặc là tích góp, hoặc là kiểu giống như là chiêu đãi ai đó, thiết đãi ai đó, cái gì đó, thì cũng có thể là bạn sẽ có cơ hội làm điều đó ha. Có người muốn gặp bạn, muốn nói chuyện với bạn, muốn tiếp xúc với bạn. Mình thấy thời vận của các bạn đang tốt. Một số bạn thì mình thấy là có thể là bạn sẽ nhận được tin tức vui gì đó trong một tháng tới ha. Trong vòng một tháng, nhanh lắm thì một tuần, nhưng mà mình nghĩ chắc khoảng nội trong tháng thôi, không một tuần đâu. Sức khỏe của mấy bạn ha, sức khỏe của mấy bạn thì bài này lên đó, thì mình nghĩ là các bạn đang trong khoảng thời gian tương đối tốt. Tuy nhiên, nếu mà bạn nào mà có những cái vấn đề sau đây thì nên cẩn thận, đặc biệt là những cái bạn nào liên quan đến dễ bị bỏng, làm trong môi trường dễ bị bỏng, phỏng, rồi bị rợp da, cháy da, rồi bị làm việc liên quan đến môi trường nước hoặc là nhiệt á, thì các bạn cẩn thận như mình, thì coi chừng vấn đề về lửa nha, lửa củi, lửa bỏng, nước sôi, nước lạnh gì đó mình không biết. Rồi một số bạn thì nên cẩn thận về những cái phần đầu, phần trán giùm mình ha, coi chừng bị va đập phần đầu, phần trán, đụng đầu, u đầu, mẻ đầu gì đó liên quan tới phần đầu giùm mình.